Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 27 tháng 2 năm 2018, thứ ba tuần thứ hai mùa chay. Bài đọc hôm nay có tên là Nói mà không làm. Lời Chúa trong sách Matthew chương 23 câu 1 đến 12. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Về những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm. Vì họ nói mà không làm, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng mà được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lời suy niệm. Bài tin mừng hôm nay được đọc trong mùa chay không phải để chúng ta nghiền ngẫm thoái hư của một số người Pharisêu, nhưng để chúng ta soi gương họ mà nhận ra mình. Chẳng có thói đạo đức giả nào của họ mà ta được miễn nhiễm. Đạo đức giả đơn giản là một sự mâu thuẫn thiếu thống nhất nơi lòng người. Nói rất hay, giảng rất đúng, nhưng lại chẳng sống điều mình nói hay giảng. Có một khoảng cách thật xa giữa ngôn và hành. Chất trên vai người khác gánh nặng của luật lệ với những đòi hỏi chi li, nhưng chính mình lại không muốn chia sẻ chút nào gánh nặng đó. Vẫn là khoảng cách giữa nói và làm, giữa mình với người khác. Đeo trên trán hay cánh tay những hộp kinh thật to, đính những tua áo thật dài. Các cử chỉ này lẽ ra để bày tỏ tình yêu đối với lời Chúa, quy hướng về Chúa, thì lại trở nên những cử chỉ quy về mình, nhằm làm cho người ta thấy mình, thấy sự đạo hạnh của mình để tìm tiếng khen. Người đạo đức giả không thực sự tìm Chúa. Chúa chỉ là phương tiện để họ tự đánh bóng mình trước mặt người đời. Háo danh là điều họ khó dứt bỏ trong cuộc sống. Ưa ngồi chỗ nhất, ưa chiếm ghế đầu, thích được chào là Rabbi. Cộng đoàn Kitô hữu của Matthew là một cộng đoàn huynh đệ. Trong cộng đoàn ấy, hẳn có những vị thầy dạy. Có những bậc thầy cao niên được gọi một cách trân trọng là Rabbi. Có những đấng sáng lập cộng đoàn được gọi một cách kính cẩn là cha. Nhưng bất chấp điều đó, Đức Giêsu khẳng định: Tất cả anh em đều là anh em với nhau. Mọi thành viên trong cộng đoàn đều lệ thuộc như nhau vào một vị thầy duy nhất là Đức Giêsu Kitô, và một người cha duy nhất là cha trên trời. Các Kitô hữu gọi nhau là anh em, là chị, là em, và đối xử với nhau như anh chị em, con một cha, học trò một thầy. Đừng để ai gọi mình là thầy, đừng gọi ai là cha. Lời của Đức Giêsu vẫn là một lời cảnh giác cho giáo hội mọi thời. Càng lớn mạnh theo thời gian, giáo hội càng cần một cơ cấu tổ chức, bao gồm nhiều chức vụ lãnh đạo có uy quyền. Làm sao để tinh thần phục vụ khiêm hạ của Đức Kitô thấm vào mọi cơ cấu? Làm sao để mọi vị thầy của giáo hội không che khuất đấng là vị thầy duy nhất? Làm sao để các người cha thiêng liêng mút được tình phụ tử diệu hiền từ người cha duy nhất, chính là Thiên Chúa? Lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình.
Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ, có những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống rỗng bên trong. Có những lời kinh đọc trên môi nhưng không có chỗ trong tâm hồn, và ngược hẳn với cuộc sống thực tế. Lời Chúa Giêsu, chúng con thường ngắm mình trong gương, tự ru ngủ và đánh lừa mình, mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn. Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ đã ăn sâu vào da thịt chúng con, để chúng con thôi đánh lừa nhau, đánh lừa Chúa và chính mình. Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành để chúng con được lớn lên trong bình an. Amen.